hơn 30 video thú vị bạn nên xem một lần trong đời. Bạn có thể vô cùng thoải mái và thư giãn khi ngồi nhà xem phim zombie. Thế nhưng nếu cảnh tượng sắc sống diễn ra ngay trước mặt thì chẳng phải trải nghiệm dễ chịu một chút nào. Hơn ai hết, nữ thực khách trong đoạn video sau hiểu rất rõ cảm giác khi cô nhìn thấy một miếng thịt đợi sẵn trên bàn bỗng nhiên lồm cồm bò dậy, vặn xoắn lại và tung tăng bước ra khỏi đĩa thịt nhảy xuống đất. Cô gái chưa bao giờ nghĩ mình có thể luyện thanh tốt đến thế nếu miếng thịt không đột ngột bò dậy. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Hơn 30 video thú vị bạn nên xem một lần trong đời, phần 3. Mỗi một giây trôi qua, có vô vàn sự việc xảy ra trên thế giới. Trong đó, có những sự việc rất thú vị và hài hước, nhất là những tình huống xảy ra và được ghi lại trong cuộc sống hàng ngày. Mời các bạn điểm qua video tổng hợp về những khoảnh khắc thú vị này. Chúc một ngày tốt lành! Một tình huống khác cũng kinh hãi không kém khi một tòa nhà 2 tầng ở miền Bắc Ấn Độ bất ngờ sụp đổ chỉ vài giây sau khi xe tải chạy qua. Cô gái xinh đẹp đã rất vui vẻ khi tự mình câu được một con cá to bự. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi còn chưa kịp cười thêm mất dây thì con cá đã về với nước. Bạn có phải tín đồ của Pepsi hay Coca? Hay đã bao giờ một hơi uống hết một chai nước Coca và nốc một cái thật thoải mái? Còn đây là phản ứng của một con mèo lần đầu tiên nếm thử Coca-Cola. Đây là tình huống khi một thùng xốp rơi ra khỏi xe tải đang di chuyển trên một con đường ở Trung Quốc, rồi lại bất ngờ nảy lên trở lại. Và đây là một trong những pha nhảy cầu đau đớn nhất khi cô nàng này tiếp nước bằng chiếc bụng thon thả của mình, không biết nó đau đớn cỡ nào, phía ai cũng chưa từng thử. Còn đây là một trong những biện pháp có thể giúp bạn giải tỏa cái nóng nơi làm việc một cách hữu hiệu. Thanh niên này xém tí nữa thì ăn hành, khi đang đi bộ xuống phố thì tường đầu hồi của một ngôi nhà đổ sập xuống ngay bên cạnh. Một vị khách ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có một bữa tối nhớ đời khi ông cùng chú chó của mình vừa bước vào nhà hàng thì bị một con mèo hoang bắt nạt đến mức tụt cả y phục. Trong trận đấu giữa hai trường trung học, một cầu thủ đã có pha làm bàn theo kiểu một vận động viên nhào lộn chuyên nghiệp khi anh ta thực hiện một cú salto để tránh va chạm với đối thủ thành đối phương và ghi bàn có 1-0-2 cho đội nhà. Còn đây là một màn di chuyển chẳng khác nào cảnh trong phim Fast and Furious, khi chiếc xe thể thao chui vào gầm một chiếc xe tải mà không bị hề hấn gì. Một vụ trộm đã xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi, nhưng thủ phạm lại là một con mòng biển lén và tài sản bị mất là một cái túi khoai tây chiên. Những miếng thịt gà đã nằm yên vị ngay ngắn trên đĩa chỉ chờ cho vào nồi lẩu. Ấy thế mà không hiểu run rủi thế nào, một miếng trong đó lại làm cuộc cách mạng chạy ra khỏi đĩa trong khi những miếng khác vẫn rất ngoan ngoãn tuân theo số phận. Tuy nhiên, đây đơn thuần chỉ là hiện tượng co thắt dây thần kinh ở động vật mới giết mổ, khi những bó dây thần kinh khác vẫn chưa chết hẳn. Bạn đã từng bắt gặp những con mèo bụ bẫm đang chui qua một cái lỗ nhỏ hơn thể hình của nó, và bạn rất ngạc nhiên rằng tại sao nó có thể chui qua một cách dễ dàng như vậy. Nếu quan sát kỹ thì có thể thấy, khi mèo muốn chui qua một lỗ nhỏ hẹp nào đó thì trước hết bao giờ cũng ướm cái đầu vào khe hở xem có thể qua được không. Mèo sở dĩ có thể kéo dài và rút nhỏ thân hình lại vì xương bả vai của nó không mọc ngang mà mọc xuôi theo hai bên mình.
cho nên chỉ cần đầu lọt qua được, dù chỗ đấy hẹp mấy nó cũng có thể luồn qua. Vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp này đã cố gắng theo kịp tàu cao tốc bằng cách sử dụng chính cơ thể mình như thể anh ta đang nổi trên mặt nước. Đấy là cảnh tượng tại một vườn thú, khi chú chim cánh cụt con vui mừng lúc được gặp bác sĩ thú y. Thật đáng yêu quá phải không nào? Trong khi đánh nhau, một chú mèo khá thông minh đã dùng ngôi nhà của mình làm nơi phòng thủ khi có vẻ yếu thế hơn đối thủ của nó. Một con hươu cao cổ tốt bụng để giúp đỡ một con linh dương sau khi phát hiện ra một cành cây bị mắc kẹt trên đầu của người bạn nhỏ. Đây là khoảnh khắc đáng yêu của chú gấu đen đã mượn bồn tắm tại một nhà dân để giải nhiệt trong ngày hè nóng bức. Trong lúc đang làm việc tại một cửa hàng, thì người đàn ông này bất ngờ và gặp phải tai nạn đáng sợ khi một chiếc lốp xe tải vô tình rơi ra và tông thẳng vào người. Vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp này đã có một màn trình diễn tuyệt vời khi trượt tuyết bằng chân trần. Trong đó, đặc biệt ấn tượng nhất là màn chống đẩy trên mặt nước. Điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra trong cuộc đua này khi một chiếc ô tô gặp sự cố ở ngã rẽ và gây ra hiệu ứng quả cầu tuyết cực lớn. Cầu thủ bóng đá này đã vô tình ghi bàn độc đáo với chính quả mông của mình. Tuy nhiên, chắc chắn rằng đồng đội của anh không hài lòng vì đó là bàn thắng cho đội đối phương. Trước trận bóng đá, trọng tài đã tung đồng xu để xác định ai được quyền giao bóng đầu tiên, nhưng có vẻ như đồng xu không hề muốn hoàn thành nhiệm vụ của nó và đứng sững một cách kỳ lạ. Vừa rồi là những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới.